bị kẻ thù đuổi giết, nàng bị ép lựa chọn binh giải. Cửu tử nhất sinh, nàng trọng sinh dị giới đại lục. Nhưng mà trên đại lục kia, tất cả mọi người tu luyện đều là ma pháp, bọn họ có một cái tên dễ nghe gọi là ma pháp sư. Hơn nữa sau khi sống lại nàng, lại là một cái không thể tu luyện củi mục. Tuy nhiên, điều này không làm khó được cô ấy. Khi bí ẩn không thể tu luyện trong thân thể này bị vạch trần từng chút một, nàng lại cảm thấy gánh nặng mà đường xa lại nhìn một cái từ tiên hiệp thế giới sống lại tới nữ tử, như thế nào tại thế giới ma pháp bên trong phiên vân phúc vũ, một tay che trời. Trở lại đại lục của mình, báo thù rửa hận. Lại như thế nào trải qua thiên tân, ông được Mỹ Nam về. Từ then chốt tiểu thuyết. Xinh đẹp nữ tiên. Xuyên đến dị giới làm ma vương không đạn cửa sổ, xinh đẹp nữ tiên. Xuyên đến dị giới làm ma vương TXT toàn tập đao loa, xinh đẹp nữ tiên xuyên đến dị giới làm ma vương chương mới nhất đọc. Chương 1 Bị buộc binh giải Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 2 Trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 3 Thiên huyền dãy núi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 4 Mỏ Linh Thạch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Hắc Ám Thuộc Tính. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Đêm Tối U Sói. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Sinh Tử Lựa Chọn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Thành công đã thông. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Trừng trị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Khởi đầu mới bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc